Này cô kia, cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Không biết nhìn được à? Anh không hiểu có gì, chó lại còn chia mèo lắm lông à? Này, cô bỏ ai là chó là mèo đấy, thích là chó là mèo không hả? Đội đi áo to cái kia sao đi được? À, Dương à? Cái đây là tròn quá nhỉ? Không ngờ lại gặp người yêu cũ ở đây. Mà sao một thời gian không gặp thôi mà bây giờ em ăn mặc phục vụ đấy hả? Phèn đấy. Phèn cái gì mà phèn? Anh có bị thần kinh không? Này, sao em mồm miệng dạo này nó ấy đấy hả? Nó bố láo thế. Như này mà làm phục vụ thì có thấy không ổn đâu, như này cãi khách chém chẻm đấy. Như này chắc là phải làm đòi nợ thuê rồi. Anh đừng có mà. À này. Anh nghe đồn là từ lúc chia tay anh đến giờ là em chưa yêu ai, chưa quen ai đúng không? Kể ra là em cũng lụy anh hết nhỉ? Ai bảo anh thế? Tôi có người yêu rồi. Chẳng qua là tôi chỉ cho những người quen, người thân bên cạnh tôi biết mà thôi. Chỉ á? Đâu? Đây, anh ấy chính là người yêu của tôi. Cái gì cơ? Này này, cô làm gì ấy? Giúp tôi đi, rồi tôi sẽ hậu tạ anh. Này, anh không thể ngờ được em đấy Dương ạ. À, trời ơi, chia tay anh ngày xưa còn bảo là gì, một là sống, hai là chết để yêu anh. Thế mà anh chia tay một cái xong quay ra yêu cái thằng bảo vệ này, sao trông hèn đấy. Thì bảo vệ thì em sao? Bảo vệ nó cũng là nghề đàng hoàng mà, có vấn đề gì đâu. Cô ấy còn thà là yêu cái thằng bảo vệ như tôi còn hơn yêu cái loại người nhanh, thì anh phải xem lại bản thân mình chứ. Vậy có nghĩa là ấy, anh nhiều khi là anh còn chẳng bằng cái thằng bảo vệ như tôi. Bên đây anh chê cái gì? Cái thằng bảo vệ cũng mồm em quay à, mấy ngào. Tôi cảm ơn anh nhá. Anh đã quá khen rồi. Dù gì tôi là bảo vệ hàng thật giá thật, chứ không nhìn cái loại nhanh. Mà có khi là cái chức trưởng phòng của anh ấy là cái chức trưởng phòng ở một công ty ma nào đó đúng không? Xong rồi công ty ạ. Xong rồi cái ô tô kia, khả năng ô tô thuê nhỉ? Nhỉ? Anh đến cho anh nói hay lắm. Được rồi, mày thích như thế gì? Hôm nay tao sẽ thể hiện cho mày xem nhá. Trưởng phòng như tao là cái gì nhá. Mày gì đấy không? Thấy không? Nhận đi. Ôi, tiền thật đấy. Ê, anh làm cái trò gì vậy? Tiền đây, ở đây phải mấy triệu bạc ấy. Như vậy là cô phải đỡ phải hậu tạ tôi một phần rồi còn gì nữa. Nhanh đi. Tưởng như nào, hóa ra nhân cách vẫn chỉ là một thằng bảo vệ ham tiền thôi. Anh. Ô này. Ô, sao đây? Không phải là nhận tiền à? Yêu được thế này thì chia tay đi còn gì nữa. Bàn số 7. Ô, anh ta còn đến trước cả mình á. Sao trông anh ta cứ quen quen ấy nhở? Chào anh có phải là... Là cô? Là anh! Này, đừng có nói, anh chính là đối tượng xem mắt mà bạn tôi giới thiệu cho tôi đấy nhá. Thích còn cô thì sao? Bác gái nói với tôi là cô là cái tiểu thư gia đình danh giá cơ mà, giàu có cơ mà. Sao bây giờ cô thành cái thế này rồi? Này, anh chê tôi đấy à? Anh không nhìn lại mình đi. Bạn tôi cũng giới thiệu anh là đại gia này nọ cơ mà. Cái đồ lừa đảo. Chỉ tại hai cái đất ơ kìa ấy, là mình mất cái hợp đồng giá trị bao nhiêu tiền. Bực mình thật đấy. Bây giờ thì đều là chó trên mèo lắm lông cả rồi đấy. Vừa làm cô chưa? Này, anh nói cái gì đấy? Nói gì đấy? Này, anh đừng có bạn. Mày đây được, mày đi, mày đứng lên. Này, tại mày ấy, tại vụ hôm nay đâm xe của mày ấy, mà bây giờ tao bị lỡ hẹn với cả đối tác rồi. Bây giờ mất hợp đồng bao tiền rồi, bây giờ tao đi. Anh buồn cười nhỉ? Thế thì nhỡ đâu là anh đi muộn từ cái lúc anh mới lái xe đi rồi thì sao? Sao bây giờ anh đổ cho tôi được? Này, thôi anh bình tĩnh lại đi. À, ý của mày là tao kiếm cớ cho cái sự với mày đúng không? Tao điên lắm rồi. Anh ơi, anh bị điên rồi à? Tôi không biết gì hết. Ôi, này, anh có sao không? Không tỉnh dậy đi. Có ai không? Giúp tôi với. Cái tên điên này, giật hết cả mình. Tôi chỉ đang giả vờ, thằng kia đỡ làm loạn lên thôi. Có cái gì đâu. Sao đấy? Cái cô người yêu từ trên trời rơi xuống của tôi đang lo cho tôi đấy à? Lưu mảnh. Ôi, này, có máu này. Cái này là do hôm nay là ngã xe xuất sắc tí mà. Mắt anh bị mù à? Như này mà bảo có tí. Cô làm sao nhỉ? Cô lúc nào phải đâm trọt tôi thì cô mới chịu được à? Hả? Đúng rồi đấy. Đưa tay đây, tôi sẽ cứu cho. Thôi, không cần đâu. Bớt đòng đánh lại. Ngày xưa ấy,
Tôi suýt toi mạng bởi vì suýt nữa bị uốn ván ấy. Để yên tôi sẽ cứu cho. Dương. Anh cái gì mà anh? Mày lại giở cái trò gì đấy? Đường đường là một tiểu thư ăn mặc cái kiểu gì này? Em thích thế thôi. Anh ý kiến gì? Con này, mày nói chuyện với anh trai mày thế à? Hả? Ok, anh trai. Tự động tay động chân phụ nữ như vậy là không được đâu. Anh Toàn. Lại là cô à? Thằng bất ngờ đấy. Sao tự nhiên chuyện là chuyện người khác? Anh Toàn, giúp em với. Đây là cái tên mà theo đuổi em ấy mà em không đồng ý. Anh cứ lấy theo làm phiền em thôi. À, thế anh dài một cười thật đấy. Người ta đã không thích thì thôi thì anh đừng có theo đuổi người ta nữa. Mà sao phải động tay động chân như vậy, mất quan điểm lắm. Thôi. Hả? Trên đời này thiếu gì gái xinh đâu. Mà anh cứ phải theo đuổi những người mà đã có chủ làm cái gì với cô Dương đấy. Theo đuổi người đã có chủ á? Là tôi. Mày á, tên bảo vệ quen như mày á? Anh Giai buồn cười ăn nói khó nghe nhỉ. Tôi là bảo vệ quen thì sao? Nó cũng là một công việc đàng hoàng. Anh Giai đừng có nói như vậy. Tất cả là vấn đề là ở đây là Dương thích tôi chứ có thích anh đâu. Cảm ơn anh, may mà có anh giúp tôi. Đi mua cốc trà sữa rồi mà gặp cô được nữa. Mà nhà cô ở đâu? Hiện bây giờ đi về cùng nhau luôn. Bây giờ tôi đi về đây. Thì mấy cái tên này nhá, là cực kỳ là bám ra như đỉa luôn. Cô đã thể chối hắn ta rồi, kiểu gì hắn ta cũng sẽ theo đuôi cô rồi. Giờ trò xấu với cô đấy. Có tôi đi cùng cô thì cô sẽ đỡ lo hơn. Anh đi cùng, có mà tôi lo hơn đấy. Này, cô vừa nói gì đấy? Cô vừa ký cô một mạng ấy. À không, tôi đùa tí thôi. Đi thì đi, nhà tôi cũng gần đây thôi. Đi bộ một chút là tới. Anh đấy, anh nói thế là không nên. Cái chuyện cô diễn viên đấy rõ ràng là do anh chồng mà. Không. Cái vấn đề này làm cả ba người, cô hiểu không? Tôi sẽ phân tích cho cô nghe. Bây giờ là... Mẹ tôi gọi. Ở trên phòng anh làm trả tiền nhá. Alo mẹ à? Mày đấy. Suốt ngày ăn chơi rồi lông bông bày đủ trò. Mẹ lại nghe anh trai mẹ về mách là mày đang yêu tên bảo vệ nào đó rồi đúng không? Con... Con với chả cái. Cái gì? Mày liệu mà từ bỏ cái ý định đó sớm đi. Rồi kiếm việc đàng hoàng tử tế ở công ty nào đó làm ngay cho mẹ. Không thì đừng có trách mẹ không cho mày làm tiểu thuyết gia này nọ nữa. Làm ăn kiểu gì mà lắm thời gian rảnh rỗi bày đủ trò thế không biết. Ngay trong hôm nay mày mà không kiếm được việc nào làm khác ấy, thì mẹ cắt hết trợ cấp cho mày. Cấm cả con đường viết của mày luôn. Biết chưa hả? Mẹ cô đây à? Sao mẹ cô nói gì mà to tiếng đấy? Tôi đứng ở ngay đây mà cũng nghe loáng thoáng vài câu ấy. Mẹ tôi bắt là tôi phải tìm việc ở một công ty nào đấy để làm. Nếu không ấy thì sẽ không cho tôi viết tiểu thuyết nữa. Còn bắt tôi phải quay lấy chồng luôn. Sao lạ vậy? Kỳ cục ghê ta. À này, vừa hay nhá, công ty của tôi đang cần một vị trí như vậy đấy. Cô có muốn thử sức không? Tôi sẽ tình nguyện làm cửa sau cho cô. Cái cửa sau này hơi lạ nha. Nó lạ ấy, nhưng mà nó còn hơn là cái người hoàn toàn không có một chút quen biết gì như cô đúng không nào? Cô làm không? Vậy cũng được. Thế thì chăm sự nhờ anh đẹp trai nhá. Tôi xin lỗi. Đây, cô có biết ấy, đây là bản báo cáo bằng tay mà tôi phải vất vả lắm mới làm xong được không hả? Tôi đang định đi nộp cho sếp, vậy mà cô làm hỏng hết rồi, cô nhìn đi. Tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn ạ. Chả lỗi của cô, không lẽ lỗi của tôi à? Này, cô làm bộ phận nào? Tôi là nhân viên mới, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ạ. Mới ngày đầu tiên mà cô đã gây chuyện thế này rồi. Có gì mà ồn ào đấy? Hả? Giám đốc, là cô ta đấy ạ. Cô ta đang yên, đang lành, lại đi đổ nước vào báo cáo của em. Báo cáo bình thường không nói, đây là báo cáo viết tay mà trưởng phòng test năng lực của em. Bây giờ trưởng phòng cáo nát mặt em ra mất. Chết thì nay bao giờ không? Đã thế thì cô đi dọn vệ sinh trong này một tháng nhá, cho trường. Em cái gì mà em? Đây là báo cáo thôi, thế sau này là những cái lớn hơn thì sao? Hả? Dạ, alo, chủ tịch gọi em có việc gì đấy ạ? À, đây có nhân viên mới, bạn tôi. Anh nhớ lấy hứa chiều của bạn tôi. Cô là bạn đặc biệt, họ tên là Chuyên, nhớ chưa? Chủ tịch ạ.
Đúng lúc này thì sóng thì kém chả nghe do cái gì nhỉ. Gọi lại hỏi thì cũng mà ăn mắng chết. Anh, có chuyện gì đấy ạ? Ờ đúng rồi. Trong cái top nhân viên mới vào là có hai cô thôi đúng không? Vâng ạ. Thế thì một trong hai, ai có họ là chuyện. Em ạ, em họ chuyện ạ. Ôi trời, ôi thế à? Ôi trời ơi, dĩ mà còn bảo anh sớm. Thì hóa ra em là cái người bạn chủ tịch báo anh đặc biệt phải quan tâm để mắt đến đấy đúng không? Vâng vâng, đúng đúng em rồi ạ. Trời ơi, dĩ mà còn bảo anh sớm. Này, có gì ở đây khó khăn thì cứ bảo với anh giúp nhá, không phải ngại đâu. Vâng ạ. Nhưng mà anh ơi, em cũng... Cũng cái gì mà cũng? Đi dọn vệ sinh hay là phạt thêm một tháng nữa nhá. Vớ vả vớ vẩn. Em làm bộ phận nào, anh sẽ đem đi tham quan nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Hình như là có nhầm lẫn gì rồi. Nhưng mà vậy cũng hay, mình có thể tận dụng nó để giúp công việc của mình suôn sẻ hơn. Sau này có vấn đề gì mình cứ nói là do nhận nhầm là được mà. Đây. Nãy giờ anh nói có nghe cái gì không? Có ạ. Đi đi đây. Vâng. Nó là trong này nó có nhiều đấy. Này, lau sạch sẽ vào đi nhá. Đồ hậu đậu. Rõ ràng là cô cũng Này, cô nhìn đi. Cô làm cái trò gì đấy hả? Cô không có chuyện không chịu được à? Tôi xin lỗi, tại cái xô nước này nó nặng. Cô này. Cô cái gì mà giao tay với nhau thế hả? Cô có sao không? Tôi không sao. Này, hóa ra là quen nhau đấy à? Đẹp đôi phết đấy. Thế tóm lại là cô với cô ấy có vấn đề gì với nhau mà phải đẩy đưa nhau như thế? Gì thì gì cứ bình tĩnh mà nói chuyện với nhau chứ. Tôi không thích bình tĩnh đấy. Một cái thằng bảo vệ quèn như anh ấy, lấy tư cách gì mà nói tôi? Này, thế cô làm gì cô ấy mà cô ấy lại đẩy cô như thế? Có gì thì liên quan gì đến anh? Tôi phải giúp cô còn gì nữa? Thì có mà anh cười nhạo tôi thì có ấy. Tôi làm sai, bị người ta phạt thôi. Cô nói chuyện một cười ấy, tôi cười nhạo cô cái gì? Mà thôi, cô cứ để đây tôi làm cho, rồi cô về phòng làm việc tiếp đi. Người ta phạt tôi mà. Kệ, người ta phạt cô, tức là phạt bạn cô, như vậy được chưa? Cô đi về đi. Có thật không vậy? Tôi là nghiêm túc đấy. Là cô đưa đây đi. Ai hỏi thì cô cứ bảo là cô làm sạch sẽ là được rồi. Vậy tôi cảm ơn anh nhá. Hóa ra là ngoài lạnh trong nóng à. Này, tôi hỏi anh nhé. Tôi dặn gì anh nghe chưa rõ à? Em đã làm theo lời của sếp dặn rồi ạ. Thế tại sao cậu lại để cô ấy làm cái việc lao công dọn vệ sinh thế này hả? Thế ạ? Đâu, hình như là có hiểu nhầm gì sếp ạ. Em vừa thấy bạn ấy đi ra khỏi văn phòng xong. Chắc là giúp một tay cho cô nhân viên sáng nay bị em phạt đấy. Thế à? Vậy thì tốt. Thế nhá. Thế hóa ra là cô ấy đang giúp một cô nhân viên nào đó, rồi bị ai đó ghen ghét rồi gây chuyện. Tốt bụng đáng yêu thế mà cứ ra cái vẻ đánh đá suốt ngày thôi. Đây là dự án hợp tác và sắp tới đây mình sẽ làm. Như này nhá, thời gian qua tôi thấy biểu hiện của hai cô khá là tốt. Vậy cho nên nếu như một trong hai cô có thể gặp đối tác và mang được cái chữ ký về đây thì một trong hai người sẽ được làm trưởng phòng. Anh yên tâm, em nhất định sẽ không làm thất vọng đâu ạ. Dù sao em cũng là người bạn đặc biệt của chủ tịch mà. Năng lực không có thì cho dù có được vua chống lưng cũng không chịu được lâu đâu. Cô nói cái gì cơ? Lần này là chúng ta sẽ ký kết hợp đồng với bên NASA, công ty nổi tiếng là khó tính nhất. Hy vọng là tôi sẽ học hỏi được một chút mưu mẹo của cô, xem cô sẽ ký kết hợp đồng với bên họ như nào. Cô nói gì cơ? NASA á? Đúng rồi. Phải như thế thì mới xứng với cái chức trưởng phòng chứ. Hai cô cứ xem thế nào rồi làm việc đi nhé. Sao cơ? Cô bảo là cô được giao cho lên kế hoạch với cả làm hồ sơ hợp tác với cả bên NASA á? Tôi nghe bảo bên đó khó tính lắm cơ mà. Thì khó thì cũng chỉ là khó thôi, chứ đâu phải vô phương cứu chữa. Thế nào mà chả có cách. Khỉnh, xem cô tự tin ra phết nhỉ. Thế cô có kế hoạch gì hay ho rồi đúng không? Đương nhiên là... Đây gái,
nể tình cô là đồng nghiệp, cho nên tôi nhắc nhở cô một chút. Anh Huy đây ấy, là anh họ của tôi, làm việc ở Đa Gia mà còn chưa từng thấy mặt chủ tịch ở đấy, chỉ làm việc thông qua trợ lý. Vậy thì xin hỏi cô làm cách nào mà hẹn được với chủ tịch của người ta thế? Anh họ sao? Vậy mà tôi thấy trông giống tình nhân hơn đấy. Tôi đương nhiên là có cách của tôi. Việc tôi đã nhận, nhất định tôi phải làm hết sức chứ. Cô quen anh Huy à? Người yêu cũ. Này, tôi thấy cô đang ảo tưởng bản thân quá đấy. Tôi thân với cả chủ tịch của SVM đây, tôi còn chưa thèm nói. Ôi giời, thế cơ á? Cô thân thiết với cả chủ tịch SVM lắm á? Thế cô thân thiết với anh ấy từ khi nào ấy? Tôi thân quen anh ta lúc nào ấy, tôi phải nói cho anh à? Cái loại bảo vệ nghèo hèn này. À mà này, đừng có nói là cô định nhờ cái thằng bảo vệ này giúp đấy nhá. Cái thằng bảo vệ này giúp được cái gì, nó không phá cho nó may rồi đấy. Mà em trông này, đúng như kiểu xứng đôi vừa lứa đấy nhỉ. Anh thì thôi đi. Ai cho hai người được cái phép khinh thường anh ấy? Nếu như mà tôi hẹn được chủ tịch của công ty Đa Gia thì sao? Hai người tính sao? Nếu mà cô hẹn được ấy, thì muốn gì tôi cũng làm. Được rồi, hai người sẽ phải quỳ xuống để xin lỗi anh Toàn. Thế nào? Làm được đi đã, rồi hãng nói. Alo anh à, cuối tuần này em muốn sắp xếp một cuộc hẹn với cả chủ tịch của bên Đa Gia ấy, anh giúp em nhé. Anh nói sao? Chủ tịch nói là cho em tùy ngày chọn à? Sao cũng được, miễn sao cuối tuần này em có thể hẹn gặp chủ tịch là được. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Xong rồi đấy, vậy chuyện của anh Toàn... Này, cô tưởng bọn tôi là trẻ con đấy à? Cô nghĩ là một cuộc gọi của cô mà lừa được chúng tôi sao? Vậy thì nhờ anh Huy đây, xem đây có phải là số điện thoại của trợ lý chủ tịch công ty Đa Gia mà anh hay liên lạc để làm việc không? Sao anh? Đúng là số của trợ lý rồi. Thật ra Dương, em đã kết nối được với cả trợ lý rồi á. Sao có thể? Sao? Thế bây giờ hai người quỳ xuống xin lỗi anh Toàn được chưa? Thôi, không cần phải quỳ đâu. Quỳ xuống thì tưởng thọ của anh á. Thôi, hai người họ xin lỗi được rồi. Xin lỗi, được chưa? Ừ. Cô xin lỗi như thế đấy à? Lằng nhằng quá, xin lỗi là xin lỗi, lại còn có kiểu này kiểu nọ nữa à? Mà cũng chưa chắc là hôm đó cô gặp được chủ tịch, cho nên ấy cô phải dẫn tôi theo, có gì tôi còn học hỏi, như thế tôi mới tin. Được thôi. Chết, sao hôm nay cô ấy cũng ở đây nhỉ? Chết mất thôi. Này, tôi đau bụng quá, tôi vào nhà vệ sinh cái nhá. Trời ơi, ai bảo vừa nãy sao lại là Châu gọi nhỉ? Sao đấy, sao tự nhiên ngồi trong đấy lại gọi cho tôi? Hết giấy à? Tôi bị tụt huyết áp rồi, cô phải đưa tôi ra với. Có thật không đấy, hay là cô lại định bày mưu gì tôi à? Kế cái gì? Tôi mà chết ở đây là có phần của cô đấy. Tôi là ba, tôi cũng không tha cho cô đâu. Thôi được rồi. Để tôi vào. Đảnh hành quá mà. Thế nhá. Mọi người đâu hết rồi? Châu, cô bị làm sao vậy? Dương, may quá, có cô ở đây rồi. Được rồi, để tôi đỡ cô. Dạ, và em chào anh ạ. Anh là chủ tịch công ty Đa Gia đúng không ạ?
Đúng là tôi. Các người là... Dạ, em là nhân viên marketing của công ty anh ạ. Còn đây là Châu, người mà đã hẹn gặp anh ạ. Người láo. Dạ, anh ơi, anh nói gì đấy ạ? Đúng là em đã hẹn anh mà. Chúng mày làm gì em gái của tao rồi? Hả? À? Đích thân em gái của tao hẹn tao ra đây. Chúng mày định lừa tao à? Cái gì cơ? Em gái ạ? Anh ơi, chắc là anh nhầm rồi chứ. Em là người hẹn anh mà. Hẹn hò cái gì ở đây? Hả? À? Dương nó là em gái ruột của tao. Em gái ruột của tao, chúng mày biết chưa? Chúng mày nghĩ hẹn là gặp tao ra đây dễ thế à? Hả? À? Chuyện này em không biết gì hết ạ. Dương, em sao thế này? Em... Là hai đứa mày hại em gái của tao đúng không? Chuyện này ấy, chưa xong cái nào đâu. Tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Tuốt cho mày đây. Em sao rồi? Mọi chuyện như thế nào? Tại sao không sao đấy? Anh bình tĩnh ạ. Là anh Toàn đã cứu em ra. Hai người là anh em sao? Lại là cái thằng bảo vệ quen này á? Tôi không phải. Sếp ơi, sếp, tài liệu sếp để ở trên xe ạ. Sếp à, dạ vâng. Anh Toàn đây chính là chủ tịch công ty bọn em. Nhưng mà hai người là... Giới thiệu với anh, đây là chủ tịch của công ty Gaza. Còn tôi là em gái của anh ấy. Thì hóa ra là tư tưởng lớn gặp nhau à? Để một phá hỏng buổi xem mắt mà em giả vờ làm nhân viên đúng không? Chẳng phải anh cũng lừa tôi, anh là bảo vệ còn gì? Ê, từ từ, để tôi loát lại cái đã. Hai người bị một người nào đó bảo là đi xem mắt, xong rồi một người thì bảo vệ, một người thì nhân viên. Thế như nào? Nhân tiện thì em cũng họ chuyên đấy, anh Hải ạ. À, thế là cô với cô Châu kia... Ui giời ơi, thế là... Cô mới là người mà anh Toàn bảo là tôi phải... Tôi bảo cậu giúp đỡ cô Dương mà. Cậu nhầm người à? Chủ chết. Cô Dương ơi, tôi xin lỗi vì tôi đã nhận nhầm nhé. Cô thông cảm bỏ qua tôi nhé. Dạ, không sao đâu ạ. Ồ, hay quá. Thế đúng là nhân duyên trời định. Không biết là anh Toàn đây có ưng em gái của tôi không nhỉ? Nếu mà có ấy, tôi thanh toán luôn cho anh ấy. Kìa, anh cứ trêu em rồi. Nếu thực sự mà Dương không chê thì em cũng rất sẵn lòng. Được muốn làm người yêu cuối rồi ạ. Thế thì tốt quá, còn gì nữa.